trực tiếp tiến hành trẻ hóa da cho khách hàng ngay trên sân khấu chính là điểm nhấn trong buổi lễ ra mắt công nghệ The Mask Effect của Lavender. Kết quả có được khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Tôi thật sự là hạnh phúc đến giờ này mà vẫn còn cái cảm giác đó rất là hồi hộp, tại vì mình sợ can thiệp cái gì vào mặt mình mặc dù mình rất là muốn trẻ. Đây là một cái kết quả rất là điển hình sau khi điều trị với The Mask. Thì chúng ta thấy ngay sau khi điều trị, những cái khách hàng cái gì có được là một cái gương mặt rất là thon gọn. Đúng là thật là kỳ diệu và có một cái sự khác biệt rất là lớn. Khi mà mọi người đều nhìn thì cái kết quả thì ai cũng trầm trồ. Thì Trinh tin chắc rằng cái The Mask Effect này sẽ tạo lên một cơn sốt thật sự trong giới nghệ sĩ cũng như là phái đẹp tại Việt Nam. Đến Lavender đảo ngược lão hóa, lấy lại tuổi xuân với The Mask Effect. Gọi ngay hotline 0967 119999.